kích ra rễ cho mai và một số cây ăn trái, cây con đấy nhá, cây mới trồng ấy. Có phun trên lá này, kết hợp thêm cái để rác gốc nữa này. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có mấy cái món này để đi về Đồng Tháp làm việc với cái cây những cây con ấy. Cây mai này, cây và một số cây con ăn, cây ăn trái ấy, mà cây con mới trồng. Thì ở đây em đang có cái đây, có cái cặp này. Cặp này là để phun trên lá, cặp map này để phun trên lá để cho nó kích thích cho cây ra rễ này, phát triển về thân cành lá, giải độc cho cây, giúp cây phát triển tốt hơn nhé. Ra rễ cực mạnh này, ra rễ khỏe ăn sâu và phục hồi cây xanh nhanh này. Đấy, một chai với một gói nhỏ trong này là pha được 20 lít nước, phun xịt lên trên lá, cũng có thể dùng để tưới gốc luôn. Nhưng mà trong trường hợp này thì có cái gói này rồi. Cái gói này thì trong này nó vừa là thuốc sâu vừa là phân bón nhá. Thế nên là nó sẽ vừa là thuốc sâu vừa là phân bón thì nó sẽ ngăn chặn được những cái con côn trùng mà gây hại ở dưới rễ đấy. Và nó tiếp thêm dinh dưỡng cho cái rễ để kích thích ra rễ. Sạch sâu mà còn tốt cây này. Diệt được cả sâu và trứng. Tan 100%. Cái gói này thì các anh chị cũng có thể là sử dụng để trộn với phân bón gốc hoặc là hòa ra nước để tưới. Hòa ra nước để tưới nhá. Là tưới trực tiếp vào gốc luôn. Hoặc là bón hòa trộn phân rác gốc hoặc là rác của mình nó cũng được. Nó tan 100% này, hòa ra nước xong tưới dí vào gốc luôn. Một gói này sử dụng được khoảng 800 mét vuông. Dùng dưới gốc. Trên lá mình sẽ sử dụng cái này, một ống màu vàng kia với một cái gói này, pha cho 20 lít nước, phun xịt trên lá để kích thích ra lá mập đọt, bật chồi, kích thích ra rễ, giải độc cho cây, giúp cho cây xanh bền, phục hồi nhanh, cây con phục hồi nhanh. Có thể sử dụng được cả cho cây lớn luôn, cây lớn sau khi bị nấm bệnh tấn công này, cây sau thu hoạch đều sử dụng được nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và những cái sản phẩm này thì em cũng đã có đăng tải ở trên cái shop online của em là cái shop nông dược.com ấy. Các anh chị cũng có thể là mua online ở trên đấy hoặc có thể là liên lạc với em qua cái số điện thoại ở trên màn hình đây. Số này có Zalo luôn nhé. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh em mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này và bật luôn cái nút chuông thông báo lên. Và khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những video này.